Huy mới đi đổi tiền và hôm nay mọi người hãy coi cái số tiền Huy đổi, Huy sẽ làm gì nha. Huy sẽ sử dụng để làm gì nha. Đây mọi người ơi, số tiền này Huy vừa đổi, Huy sẽ trích ra 5.000 baht. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhân cho 7, 7.10 mấy á mọi người. Tỷ giá hiện nay là đổi ra là 7, thường ra là 7.2 á mọi người. Nhưng mà người đổi tiền người ta phải lời cái tỷ giá đó, càng nhiều người ta càng lời. Cái tiền chuyển á, thì cái tiền phí chuyển nó rất là rẻ luôn, 200 baht thôi. Nhưng mà cái tiền lời là người ta đổi nhiều, giống như hồi xưa Huy. Đó, nói chung là cái tiền, nói chung là người ta lời là cái số lượng á mọi người, và nhiều người chuyển người ta lời, và khi mà cái tỷ giá nó lên xuống người ta sẽ lời. Cho nên là cái số tiền này Huy sẽ gửi tặng cho chị Lâm Khánh Chi. Thật ra là Huy đã muốn gửi tặng từ rất là lâu, và mấy ngày trước á Huy đã chuyển từ cái tài khoản Thái Lan của Huy 5.000 baht này về cho chị rồi, tại vì Huy chưa bao giờ chuyển về Việt Nam, Huy không có biết rành, mà hồi bữa Huy đã nhận được. Cái chị đó đang nhắn nè, 72 nhân cho 5.000 đó là bao nhiêu đó mọi người, là cỡ 3 triệu, cỡ bao nhiêu đó, 3 triệu mấy á mọi người, 3 triệu 6, 3 triệu cỡ đó nha mọi người. Thì cỡ 3 triệu 6 đó Huy sẽ tặng cho chị Lâm Khánh Chi, là vì Huy cũng muốn chia vui cái clip của Huy, mình đã nói rất là nhiều lần rồi chị, nhưng mà chị có nói với Huy á, đáng lẽ Huy gửi lâu rồi nhưng mà chị nói là chị không có nhận, với lại do chị nói là Tết này á là chị sẽ qua, em dẫn chị đi ăn được rồi, thì Huy cũng đợi, nhưng mà Tết này chị chưa qua. Nhưng mà Huy vừa nói chị, em gửi cho chị, em hỏi được rồi, em gửi cho chị, tại vì mấy ngày trước là Huy nói Huy gửi muốn cho chị bất ngờ, tại vì chị để trên Facebook là lì xì tài khoản, là Huy biết cái số tài khoản đó, xong rồi Huy nhắn từ cái tài khoản của Huy á, mà cái tài khoản ở bên Thái Lan nhắn qua mấy cái số quốc tế này nọ rồi, cái số Việt Nam á sao nó báo cái gì không có được. Huy có gửi trong đó cho chị là em đã gửi và muốn gây bất ngờ cho chị. Đây, cái chị kêu chị gửi, là chị gửi rồi nè, để coi được, từ để Huy coi được. Chị gọi chị, cái chị đó chị đang nhắn tin, cái chị mình chị chuyển vận chuyển á, nói chung là có mấy cái vận chuyển á mọi người. Thì sao ta, nói chung là Huy vui, Huy cho đi, nhưng mà Huy rất là vui mọi người, tại vì đây là cái số tiền mà Huy không ngờ. Cái clip Huy đi chăm sóc chị Chi, Huy mua yến, mua hoa, mà mọi người có thể coi lại mấy cái clip đó, rất là vui luôn. Vì đi mua hoa ở chỗ khu bán hoa ở Park Long ở bên này, sau đó hoa bán hoa bên này cũng rất là, lúc đó đi bán hoa mua xong rồi gói lại cũng rất là giá cao, mà Huy đi Huy làm clip Huy nhớ lại cũng rất là vui luôn. Mà Huy rất là vui khi mà suy nghĩ là mua yến tặng cho chị, ba anh em ăn, Duy nè, chị Chi nè, Huy, ba người ăn ba phần yến, là tính trong đầu vậy. Nhưng mà khi tới nơi thấy chị, mình cũng không có nghĩ trong đầu vậy, thấy chị tội nghiệp quá, nói chị thôi chị ăn luôn ba phần này. xong đó, chị nói không được hết, cái ăn ba phần này, xong chị nói chừng cái tính Huy không có để ý, Huy không có để ý tại vì chị với Duy ăn, ý là chị muốn Duy ăn, là Duy chăm sóc chị, Duy với chị ăn á. Nhiều khi Huy nói vậy, Huy cũng quên là, ý là Huy cứ nghĩ là cha chị Chi đang bệnh, không có nghĩ cho Duy. Ý vậy chứ vui lắm. Mà giờ á là Huy thấy chị livestream, chị nói cái giọng hơi cao và chưa có hồi phục lắm, nhưng mà cũng rất là vui khi chị đã nghe được giọng nói mới của chị sau một cái thời gian này nè mọi người ạ. Và Huy muốn ủng hộ cho chị tinh thần, cái này là ngoài cái sự chia vui từ cái clip đó của Huy trích ra dành tặng cho chị, thì mình cũng rất là động viên cho chị để chị có tinh thần, mà chị khỏe hơn chị bán hàng. Mặc dù Duy là phụ chị like này nọ và có một bạn trợ lý phụ chị like, nhưng mà chị cũng có ăn giọng mà chị nói, Huy cũng nhói nhói trong người á, thiệt luôn á mọi người. Cho nên là chị mới hồi phục, chị nói được, ôi mình nghe giọng vui nhưng mà cũng hơi nhói nhói trong lòng. Cho nên là, và chị nói là tháng 3 chị sẽ qua khám lại, và tháng 3 nha,
tháng 3 chị nói là chị qua xì mơ ăn, nhưng mà giờ Huy tặng cho chị mới 5.000 bạc, 3 triệu mấy này rồi, cũng gần 4 triệu đó. Cho nên là nếu mà chị có qua lại thì chị sẽ khao ăn một bữa ngon ngon thì chắc không có Huy tính là khao mà một bữa ngon ngon, nhưng mà nếu mà chị có quay lại thì sẽ khao một cái gì đó ghé ghé thôi nha. Và bây giờ Huy đợi coi thử chị nhận được chưa nha, để Huy Huy Huy, Huy họ nhắn tin cho chị. Chờ chút. Ủa? Từ từ cho em gọi lại thử. Ồ, kỳ vậy ta. Đây, đang livestream luôn. Quay thông báo với mọi người. Đây, mình đã lấy chia vui động viên cái chị Chi nha. Mấy chiều gửi chị gửi nhiều nhiều thêm á hả? Trời ơi, gửi mấy chục triệu mọi người ơi. Chị Chi kêu là gửi mấy chục triệu. Trời ơi là trời. 3 triệu 6, 50, 5 ngàn bạc. Vậy đỡ đỡ. Đỡ. Thì có họ phải gửi mấy chục triệu thì có họ. Thằng nhỏ. Dạ, vậy thôi. Nhưng mà nghe nói cũng vui cũng mừng ha. Dạ. Mọi người ơi nhớ ủng hộ cho chị Chi. Chị Chi đang livestream bán hàng. Trời, em thấy chị bán mấy cái kính hơn. Đầm kính tháng 3 chị Chi quay lại rồi. Nếu mà tháng 3 quay lại là quay nhiều view, gửi mấy chục triệu nha, cho giờ có nhiêu đó. Giờ lì xì được 3 triệu 6 năm chục thôi nha. Vậy nha chị, em chị nghỉ ngơi cho không dám chị nói nhiều. Chào. Mọi người, Huy gọi một chút cho chị Chi để thông báo với mọi người là chị Chi đó, chị Chi đang livestream bán hàng đó mọi người. Mọi người vào ủng hộ cho chị Chi nha. Không có dám cho chị Chi nói nhiều tại vì tháng 3 mới là hồi phục hơn, và chị sẽ qua đây thì nếu mà tháng 3 chị khỏe hơn thì Huy sẽ chia sẻ hình ảnh với cho mọi người nha. Chị nói là chị cho Huy quay vào tháng 3, nhưng mà Huy thật sự á, cái clip này là quê quá quê. Em gửi có mấy triệu ít quá gỡ chi. Với lại chị Chi cũng sợ người ta nói là chị Chi tiền bạc, nhưng mà không phải nha mọi người. Cái này là Huy động viên chị Chi vì chị Chi bán hàng lại, và cái clip này Huy hy vọng mọi người coi được, hãy vào trang Lâm Khánh Chi Store để ủng hộ cho chị. Về Duy xong Duy livestream lại hàng ngày những cái món hàng của chị, và cái đây là giống như là Huy, mặc dù là tiền của Huy là mấy triệu là không nhiều, 3 triệu 6 năm chục bị chê. Tôi quê quá trời ơi. Thiệt, nói cho quê đó mọi người. Nói chung là cái clip này, nếu mà cái clip này nè, nếu mà có chi phí thì chị tháng 3 qua là Huy sẽ mời chị Chi ăn nữa nha mọi người. Trời ơi. Quê quá. Thôi chào mọi người, clip tại đây nha. Mọi người ủng hộ chị Chi giùm Huy với nha. Ủng hộ chị Chi cũng như là ủng hộ Huy, tại vì chị Chi cũng giúp Huy tiếp cận một cái clip quá trình phẫu thuật, và lúc đó chị Chi đau đớn khâu đồ đó, Huy cũng không dám quay nhiều. Huy quay xong Huy đi về rồi Huy làm thêm mấy cái clip xung quanh bệnh viện, quay bệnh viện rồi quay này nọ, chứ không có quay hình ảnh chị, để làm mấy clip đó rồi clip mua yến là này nọ là cũng không dính chị vô. Chị làm một đúng clip là chị nói chị quay cho em quay cái lúc mà chị ấy, và clip đó được 500.000 view, 5.000 mà 3 triệu 6 50, quê quá, chị nói ít. Với lại chị sợ người ta nghĩ tiền bạc, nhưng không nha, cái này là Huy động viên chị nha. Huy hy vọng chị Chi sẽ
hồi phục giọng nói nhanh hơn và khỏe hơn để bán hàng cùng với Song Duy những mặt hàng mới, mọi người hãy ủng hộ. Còn nếu chị qua đây mà chị có like thì Huy sẽ phụ nha, phụ Huy Ma phụ chị Chi livestream bán hàng kính nè, cái đâm nè và những mặt hàng mà chị nhập về nha mọi người. Nói chung là mình sẽ phụ góp phần công sức để trả lại cái ơn của chị, cho Huy quay một cái clip được nhiều view. Mọi người hãy giúp Huy nhé. Nói chung là qua tôi quê quá trời. Ít ít bị cho ít.